Nghe danh đã lâu, hôm nay tôi chạy BIM tôi mới thấy là lúc thì cái cửa cốp nó kẹt, lúc thì màn hình nó không lên, khi thì bấm khóa không được. Bình thường mà anh, đi BIM mà không có cái này thì không gọi BIMer rồi. Máy đọc lỗi thế này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip. Và hôm nay thì có hai người bạn đồng hành đặc biệt cùng với tôi. Đầu tiên đó chính là chiếc BMW X5 2008, tức là đến nay khoảng tầm 15 năm tuổi rồi. Và người thứ hai, chủ nhân của nó rất trẻ, cảm giác như mới có 18 tuổi thôi các bạn. Xin chào quý vị khán giả của Việt Nam Road Trip. Mình là Bảo Tín, là chủ sở hữu của chiếc xe X5 này. Anh hơi ngạc nhiên khi mà gặp em ở ngoài đời. Thông thường BMW nó dành cho những người đứng tuổi một chút, họ đã trải qua nhiều cái xe khác rồi thì họ mới dám chơi BMW. Nhiều người bảo rằng là ai mà chơi BMW ấy, đặc biệt là BMW cũ, nhà phải có cây xăng, bởi vì chi phí cho nó rất là nhiều. Thế nhưng mà một người trẻ như Tín lại dám nhảy vào một chiếc xe BMW đã 15 năm tuổi thì chắc hẳn nó phải có rất nhiều những cái lý do. Thực tế thì em thích từ nhỏ rồi, từ hồi mình còn trẻ cơ. Đúng như anh Giáp và quý vị khán giả biết đó, thì giá xe rất là cao. Tuy nhiên khi tìm hiểu dần thì em thấy những cái chiếc xe đời có thể nói là sâu như vậy thì chi phí nó sẽ hợp lý hơn. Và thứ hai, nó đáp ứng nhu cầu của mình. Mình thích một chiếc xe lái tốt, đủ rộng rãi cho gia đình. Vì vậy nên em mới tìm hiểu đến dòng này. Đến với dòng này thì em cũng phải tìm hiểu rất kỹ về chi phí vận hành, bảo dưỡng. Tuy nhiên vì sở thích của mình cho nên là mình cũng có thể bỏ qua tất cả những vấn đề đấy. Có một cái điểm thuận lợi của những người trẻ như em ấy, về thời gian mình có thể dành cho chăm sóc chiếc xe mình sẽ nhiều hơn. Cho nên em cũng muốn trải nghiệm một chút, xem có đúng như mọi người đồn đoán hay không. Cũng đúng, bởi vì là người trẻ thì sẽ có thời gian hơn này. Với những hết đồ này, hỏng đồ này các thứ, mình có thể lục lọi, mình có thể tìm hiểu trên các website của Việt Nam hay nước ngoài các thứ để mình tìm đồ về cho nó, chứ không hẳn chỉ là chờ đợi vào gara hay là vào hãng. Chiếc xe này không hẳn là chiếc xe đầu tiên của em đúng không? Đúng rồi anh. Một chiếc xe 15 năm nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm. Về ưu điểm ví dụ như là giá rẻ hơn đó. Nhưng mà nhược điểm thì cổ vàng, đúng không? Nhược điểm thì rất nhiều. Nhưng mà nhu cầu của mình mà cần một chiếc xe rộng rãi hơn chiếc xe cũ của em. Thứ hai nữa là về cảm giác lái, em vẫn chưa ưng ý với những chiếc xe em đã từng lái. Và khi mà được lái thử một chiếc X5, mặc dù cũng không phải một chiếc xe quá là ngon, hồi đấy em chỉ mượn xe của bạn thôi, em đã rất là thích rồi. Cho nên em mới quyết định đầu tư để mua chiếc xe này. Tức là cái cảm giác lái là cái thứ mà em sẵn sàng đánh đổi những thứ khác. Em nghĩ là em nói riêng hay bất cứ những ai mà đi BMW nói chung, cảm giác lái vẫn là cái mà nhiều người tìm đến BMW nhất. Sau khi anh lái thử nó, anh cũng thực hiện những cái bài thử giống như những chiếc xe khác, thì anh mới cảm nhận rõ rằng đúng là người ta sẵn sàng đánh đổi những thứ khác để lấy một cảm giác lái. Mình cũng hiểu vì sao là những người mua BIM họ lại có một cái niềm đam mê lớn đến như thế, và họ sẵn sàng đánh đổi cái thời gian sửa chữa tìm hiểu để lấy một cái cảm giác lái. Thời gian hay mọi thứ mình bỏ ra nó hoàn toàn xứng đáng nếu mà chiếc xe phục vụ tốt cho mình. Theo em là như vậy. Lúc mà em lấy chiếc xe này thì có ai cản em không? Em thì cũng may mắn là không có ai cản nhiều, tại vì xe cũng phục vụ cho mình và gia đình là chính thôi. Gia đình cũng không có phản đối gì cả. Chiếc xe này thì em mua bao nhiêu tiền và tổng số tiền em đến tận bây giờ em tốn kém cho nó là bao nhiêu tiền rồi? Thực tế thì chiếc xe này em mua giá cũng khá là hợp lý, đấy là khoảng 500. Từ lúc đấy đến giờ thì mọi thứ chi phí phát sinh từ bảo dưỡng đến thay thế chỉ có rơi vào khoảng cũng gần 300 nữa. Tức là khoảng 800 triệu, 800 triệu. Cho một chiếc xe 15 năm tuổi. Một lát nữa thì Tín sẽ chia sẻ cho các bạn vì sao chi phí cho chiếc xe này lên tới 300 triệu sau khi đã mua xe 500 triệu. Có người chỉ mất có khoảng 100 triệu, nhưng có người có thể mất đến 500-600 triệu. Có nghĩa là nhiều hơn cả cái số tiền mua xe này. Nhưng mà rốt cục mọi người đều hài lòng với số tiền bỏ ra. Có bạn sẽ bảo rằng là ở thì tại sao tôi lại phải mua một cái xe 15 năm trong khi mà tôi mua một cái xe mới cũng từng lấy tiền. 5 năm đầu chả phải nghĩ cái gì cả. Trong chiếc xe này, đôi khi các bạn đang đi giữa đường, không nổ được máy, đang đưa vợ con đi chơi, thôi xong lại gọi cứu hộ. Phải đam mê, phải đánh đổi nó thì mới có thể dám chơi những dòng xe cũ, đặc biệt là xe Đức. Đang gọi là một cái sở thích với đam mê ấy, thì thực tế bỏ ra chi phí bao nhiêu thì vẫn có thể hài lòng. Còn của em thì em quan niệm rằng một cái xe mình mua về đầu tiên phải ổn định về vận hành đã. Cho nên việc đầu tiên em làm đấy là phải kiểm tra lại hệ thống máy.
những cái gioăng máy, những phớt rít như cần thay thì em sẽ thay thế hết. Ở anh quanh nó cũng rơi vào khoảng 60-70 triệu gì đấy. Và thứ hai nữa là em thay thế toàn bộ dàn gầm. Đấy là gồm có giảm sóc rồi các loại càng. Từ bi mayer đến càng nó rơi cũng phải tầm khoảng 5-60 nữa. Tức là khoảng hơn 200 rồi đấy. Cũng hơn 200 rồi đấy. Và tiếp theo một cái cũng khá quan trọng của chiếc xe cũ đấy là dàn lốp. X5 thì có một cái hay mà cũng là cái dở đấy, chính là lốp run flat. Thì chi phí ban đầu của lốp run flat là tương đối cao. Một bộ lốp run flat rơi vào khoảng hơn 30 triệu. 30 triệu rồi. Phần còn lại, ví dụ như là một cái K360 ở 15-20 triệu. Rồi một cái màn hình Android. Có nghĩa là với 300 triệu đó thì hài lòng và vừa lòng với nhu cầu cũng như là cái sở thích khi mà mua cái xe này. Dạ. Anh thấy tâm lý của những người mua xe cũ ấy, là họ sẽ có hai xu hướng. Một là độ về zin, tức là cái gì về zin nhất là họ sẽ dùng. Cái thứ hai là họ sẽ độ theo cái xu hướng là theo sở thích của mình. Thường em muốn một cái xe nó sẽ theo nhà sản xuất tốt nhất. Tuy nhiên thì vì đời xe tương đối sâu nên có một số chi tiết tương đối là cũ, nên em sẽ thay thế bằng những bộ phận đời sau nhưng mà vẫn là của BIM. Thì em hài lòng với cái quan niệm của em về chiếc xe là như vậy. Em có thể chia sẻ rõ hơn về những cái thứ mà em đã thay thế ở trên chiếc xe này. Ví dụ như lúc nãy là anh có lái thử này, sau rồi em cũng có nói cho anh về việc là em tùy chỉnh các cái chế độ của giảm sóc, chế độ lái, tùy chỉnh rất nhiều thứ ở trong đấy nữa. Em thấy một cái điểm khá hay của xe Đức là như vậy, tức là không chỉ có về cơ khí mà về phần mềm cũng có rất nhiều tùy chỉnh cho mình có thể chỉnh được. Đời xe sau mình có thể cốt lên xe này và làm thay đổi độ cứng của giảm sóc cũng như là độ nhạy chân ga. Một trải nghiệm lái xe nó rất là cá nhân và rất là phù hợp với nhiều điều kiện đường khác nhau. Rõ ràng nó là một cái tính năng mà cũng rất hay, bởi vì cái đó nó sẽ cá nhân hóa được theo cái sở thích của mỗi người. Trên đường cao tốc mình bật chế độ Sport, lúc đấy cái giảm sóc nó rất là cứng. Nhưng mà khi mà qua những con đường mấp mô đá sỏi ở đây thì lúc đấy mình chuyển sang chế độ Comfort thì cái giảm sóc của chiếc xe nó lại mềm hơn. Triệt tiêu các cái xung động từ mặt đường lên khoang cabin nó tốt hơn. Mình đã tùy chỉnh được theo điều kiện lái xe cũng như theo cái sở thích lái xe của mình. Bởi vì có những người họ sẽ thích giảm sóc cứng, có những người thích giảm sóc mềm. Ngay cả khi các bạn để ở chế độ giảm sóc Comfort, tức là chế độ mềm nhất, thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái độ chắc nịch của hệ thống khung gầm và giảm sóc nó như thế nào. Một cái cảm giác mình và cái xe là một. X5 có hai phiên bản là 3.0 và 4.8. Em quan trọng nhất về cái độ đáp ứng chân ga của mình, vì thế em rất là thích phiên bản 4.8 này. Thứ hai nữa về cảm giác lái thì như anh Giác chia sẻ cũng như nhiều người đi BIM chia sẻ, đấy là xe và mình hòa thành một. Mọi phản hồi từ mặt đường dù nhỏ nhất đều phản hồi đến tay lái. Thứ ba nữa là xe này có thêm một option, đấy là Active Steering, tức là số vòng tay lái rất là nhỏ cũng như là rất là nhẹ theo tốc độ của xe. Việc lái xe của mình trở nên rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Còn về hệ thống khung gầm cực kỳ vững chắc, gần như là không có sự xoắn vặn thân xe khi mình vào cua tốc độ cao. Phải nói là ấn tượng với một chiếc xe đã 15 năm mà nó vẫn còn chắc nịch đến như thế. Dĩ nhiên là cái này thì nó cũng tùy thuộc vào cái chủ nhân của chiếc xe, họ chăm chút chiếc xe ra làm sao. Nói như thế để nói rằng là một cái xe Đức thuộc vào cái phân khúc cao cấp hơn để dành cho những người trải nghiệm xe thì nó có sự khác biệt. Em thấy mình không thể quy về mặt thông số được. Mình ngồi trên xe, mình lái chiếc xe này thì mình mới thấy nó khác nhau như thế nào. Thay vì so rằng cái giảm sóc, hệ giảm sóc này là giảm sóc gì, hay động lực máy là bao nhiêu mã lực, nó không có ý nghĩa gì khi mình không trải nghiệm cả. Theo em là như vậy. Chiếc xe này sử dụng động cơ 4.8 cho công suất khoảng 350 mã lực. Đi cùng với nó là hộp số tự động 6 cấp. Chúng tôi thực hiện cái bài thử tăng tốc thì nó đạt khoảng gần 9 giây trong 100 km, một con số khá là nhanh. Có thể tăng tốc nhanh hơn nữa bằng những cái cách khác nhau, ví dụ như là mình để số, đúng rồi, số thấp, chỉ để số thấp và ép nó đẩy vòng tua lên cao, máy rồ lên. Tuy nhiên cái bài thử của tôi thì tôi để ở chế độ hoàn toàn tự động, nó đạt khoảng gần 9 giây. Là cái độ ồn ở trong khoang cabin của chiếc xe này nó rơi vào tầm khoảng 68-69 decibel. So với một số xe khác mà chúng tôi đã đo, cái chiếc xe này thì chỉ nghe thấy ồn của cái lốp nó biết vào mặt đường. Về lốp này, lốp run flat nó rất là mỏng. Nhưng còn ồn gầm, ồn từ gió, thân vỏ các thứ tuyệt đối yên tĩnh. Chúng tôi cũng thực hiện đo cái quãng phanh ở mức là 19.6 m. Lúc đạp những chiếc xe khác, các bạn sẽ cảm thấy là cái xe nó cực và nó dừng lại. Cái cực đấy thì nó từ cái hệ thống ABS, các hệ thống hỗ trợ phanh của xe nữa. Chiếc xe này thì nó cũng có tất cả những tính năng như thế. Nhưng chiếc xe này nó có một cái độ đầm, độ nhún xuống và dừng ngay tại cái điểm này luôn. Khi các bạn ngồi lên, các bạn cảm nhận mới thấy rõ vì sao người ta lại bỏ ra nhiều tiền như thế.
một người trẻ như Tín để sẵn sàng bỏ ra tới 800 triệu để mua một chiếc xe 15 năm thưa các bạn. 15 năm bây giờ đăng kiểm chỉ có 6 tháng một lần. Lọc cọc đi đăng kiểm 6 tháng một lần đúng không ạ? Sự hoạt động trên cái chiếc xe này thì nó khiến cho người lái cảm giác nó rất là chắc và rất yên tâm. Còn bây giờ thì Tín cũng sẽ chia sẻ thêm cho mọi người về những chi phí rồi là những cái hạng mục mà Tín đã làm với chiếc BMW này. Anh lên xe anh thấy Tín thay nhiều lắm rồi. Và thậm chí là có những cái nút bấm á, nó là cái hình của cái này, nhưng mà thực tế công năng của nó khác. Đơn cử như là cái lẫy chuyển số thể thao các bạn. Trên xe này tuyệt đối các bạn, bạn Tín bạn chuyển sang là cái gì đấy. Nó là hai cái còi, thề luôn. Lúc đầu lên, bấm lẫy phát, tít. Quá là còi nó kêu chứ không phải là lẫy chuyển số nữa. Đấy là những cái mà tùy biến nó rất là, phải nói là rất là ngược đời. Mà một người dùng BMW họ sẵn sàng họ làm. BMW thì nó đã mang tính cá nhân hóa từ khi mình chọn option rồi. Và cái hay của BMW là mình có thể thêm option rất dễ dàng bằng việc thay các hộp hoặc thậm chí là thay các nút như anh Giáp nói đấy. Thì như xe này của em thì em thấy mình cần cái gì thì mình sẽ làm cái đấy. Ví dụ như cái cần số như anh Giáp nói thì em thấy bấm còi rất là tiện. Thứ hai là về bộ ghế đằng trước. Vì em thích một cái dáng ghế mới hơn một chút nên em có làm lại một ghế lái và ghế phụ. Tiếp nữa là xe em đầu tiên không có cảm biến cảnh báo điểm mù. Không phải tự làm thôi chứ cũng không có gara hay là thợ nào người ta nhận làm cho mình cả. Hì hục cả một ngày chẳng hạn, lắp xong một cảm biến điểm mù. Nó mang lại cho mình một cảm giác rất là thích thú và nó sướng. Đấy là một phần làm cho mình càng ngày càng ưa thích chiếc xe. Thứ nhất là mình bỏ công sức cho chiếc xe của mình. Và thứ hai những kết quả thì là điều mình đã trông đợi trước khi mình làm. Chính vì những cái điều đấy mà không phải em mà rất nhiều người đã lựa chọn những chiếc BMW để mà đi. Bây giờ đến một cái phần mà khiến cho nhiều người sẽ không dám mua BMW. Đó là các cái lỗi trên xe. Cá nhân em là một người dùng thì em đánh giá như thế nào? Và em có lời khuyên nào đấy dành cho những ai đang muốn nhảy vào BMW hay không? Theo em thì BMW nói riêng hay xe Đức nói chung thường sẽ rất nhiều lỗi. Đặc biệt là lỗi về phần điện. Chính là vì những chiếc xe như thế này thì rất nhiều cảm biến, rất nhiều hộp điều khiển. Mà những đồ điện tử thì thường là có thời hạn sử dụng thôi. Đến một lúc nào đấy cảm biến bị ướt, bị bẩn, hộp bị hỏng thì sẽ cảnh báo. Chính vì vậy cho nên là nếu như muốn một chiếc xe hoạt động ổn định thì mình nên chú trọng vào những cái phần như vậy. Tức là mình sẽ kiểm tra phần điện, phần dây điện có phần nào bị hỏng, bị mọt hay không để mình thay. Rồi cảm biến có phần nào nó có vẻ sắp hỏng hay không thì mình sẽ thay đồng loạt. Thì thứ nhất là mình sẽ tiết kiệm được thời gian. Thứ hai là mình sẽ mang lại một chiếc xe nó hoàn thiện nhất theo ý của mình. Có một số người đi BMW theo hướng là nếu như hỏng cái gì thì lúc đấy mình mới thay. Tuy nhiên em thấy chiếc xe như vậy nó sẽ không thể đồng bộ được và xác suất mà báo lỗi nó sẽ cao hơn. Theo em phải làm một cách đồng bộ nhất có thể và những cái hạng mục nào đến thời hạn thay thế mình sẽ thay thế trước thì cái xác suất mình có một chiếc xe vận hành ổn định sẽ cao hơn. Khi mà mua một chiếc BMW cũ khoảng 500 triệu thì các bạn cứ xác định sẽ bỏ thêm đâu đó khoảng một nửa cái số tiền như thế nữa để có được một chiếc xe ưng ý của mình. Thế nhưng mà tôi thấy đằng sau xe của Tín ấy, nó vẫn có một cái máy đọc lỗi. Đấy là một cái mà em cũng quên chưa nói. Đấy là mình phải biết một chút về phần mềm thì mới nên đi những xe như thế này. Tại vì có những cái lỗi thường nó cũng không phải là lỗi hẳn đâu. Nó chỉ là bẩn một cái cảm biến, một cái rắc nào đấy. Nhưng nếu như mà mình không xóa lỗi, đọc lỗi mình biết chắc chắn đấy là lỗi nhẹ. Thì mình sẽ đi nó sẽ không có sự thoải mái. Khi mà mình đã biết xóa lỗi, biết đọc lỗi thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn trên hành trình của mình. Và đặc biệt là khi mà sử dụng những chiếc xe Đức ấy, thì có những cái lỗi nó hơi rời đất hỡi. Bẩn một cái rắc cắm túi khí chẳng hạn. Hoặc là cái hộp ABS nào đấy nó bị hỏng. Không bao giờ nó cho khởi động xe đâu các bạn. Nhưng mà đối với một chiếc xe Nhật hoặc một chiếc xe Hàn chẳng hạn, mặc dù lúc đấy nó có cảnh báo nhưng mà nó vẫn cho các bạn nổ xe để đi được. Nhưng với những chiếc xe Đức kiểu như BMW này thì lúc đấy là nó không cho bạn khởi động xe luôn. Chính vì nó đề cao cái tính năng an toàn và nó quá nhiều những cái cảm biến kiểm soát các cái bộ phận riêng lẻ của xe và có quá nhiều tính năng điện tử. Chính vì thế mà nó sẽ phát sinh ra các lỗi. Còn nếu một chiếc xe thuần cơ khí thì rõ ràng là nó sẽ rất ít lỗi. Xe BMW về cơ khí, cái phần máy ấy, chắc chắn là sẽ cực kỳ bền. Nhưng mà những cái phần phụ kiện xung quanh đó thì nó sẽ dễ bị hỏng. Có thể cho rằng đấy là do Việt Nam mình nhiệt độ này, rồi độ ẩm này, các thứ nó nhiều, ảnh hưởng tới các cái vi mạch nhanh lão hóa hơn về các chi tiết nhựa và cao su. Theo em, mọi thứ đều có đánh đổi thôi. Nếu như mà mình chịu khó tìm hiểu, tự mua, tự đổ đặt về, sau đó là nhờ gara lắp ráp thì mọi chi phí nó sẽ giảm đi khá là nhiều.
Tuy nhiên thì cũng có một phần tỷ lệ rủi ro nhất định. Nó sẽ phụ thuộc vào cái gu chơi của mỗi người thôi. Chơi hội thì anh em sẽ hỗ trợ nhiều thứ về những cái lỗi gặp này, thậm chí giúp sửa lỗi hay tư vấn thêm về những cái option mình mong muốn. Nó sẽ chuẩn hơn thay vì là mình đi tìm hiểu trên những trang web nước ngoài. Nếu hợp lý nhất thì chiếc xe này chỉ nên là chiếc xe thứ hai, sau khi mình đã có một chiếc xe để đi lại ổn định trước đấy rồi. Có được một chiếc xe khác nhỏ nhỏ để đi làm này hả, thì chiếc xe này để mình có thể chở gia đình đi chơi, nó vừa thỏa mãn được sở thích, cái đam mê của mình. Có nhiều chi tiết trên chiếc xe này thì đã được Bận Tín thay đổi rồi. Bởi vì một chiếc xe 15 năm rồi, mà rất may mắn là chiếc xe này thì lại cho phép mình được tùy biến và update công nghệ mới như bây giờ. Ngay cả Cam 360 hay các thứ thì nó cũng rất là hay ho. Các bạn nghĩ sao về một chiếc xe BMW X5 từ 2008 có giá bây giờ đâu đó khoảng gần 500 triệu? Hay là các bạn nghĩ rằng là mình có lúc nào sẽ nhảy hố vôi xuống BMW giống Tín hay không? Đúng rồi, mọi thứ đều phải đánh đổi. Có điều là mình sẽ bỏ ra việc gì, bỏ ra thứ gì để cho kết quả mình mong muốn thôi. Đó, và Bận Tín thì sẵn sàng đánh đổi những thứ khác để lấy được cái cảm giác lái cực kỳ BMW bởi hệ thống khung gầm giảm xóc. Và nó là tuyệt vời. Và một chiếc xe khiến cho Tín hoàn toàn hài lòng, đam mê lái xe hơn, thích lái xe hơn. Bây giờ thì chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều trải nghiệm trên những chiếc xe của mình trên khắp cung đường Việt Nam xinh đẹp. Và nhớ đừng quên like, share, subscribe kênh Việt Nam Road Trip để không bỏ lỡ bất kỳ một clip nào trong tương lai của chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người.